Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, những vụ cháy về đêm và sáng sớm khiến cho người dân không kịp trở tay, thường dễ để lại những hậu quả thương tâm. Và vào sáng nay 17 tháng 11, cơ quan chức năng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết, dạng sáng cùng ngày tại thị trấn Nam Sách đã xảy ra một vụ cháy, khiến cho ông Trần Văn Quang, 88 tuổi và vợ đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do nổ tivi dẫn đến chập điện gây ra cháy. Cụ thể, vào khoảng 1 giờ sáng, khói lửa bùng lên từ tầng 1 ngôi nhà 2 tầng rộng khoảng 80m2 trên đường Nguyễn Trãi, thị trấn Nam Sách. Lúc này, trong nhà có 5 người gồm vợ chồng ông Quang, vợ chồng con trai và con gái. Phát hiện có cháy, các con ông Quang dùng bình cứu hỏa dập lửa. Nhà chứa nhiều đồ tạp hóa nên lửa lan nhanh, khói đen bao trùm cả tầng 1. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Hải Dương huy động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng một tiếng, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy khiến vợ chồng ông Quang tử vong do ngạt khói, nhiều tài sản trong nhà đã bị lửa thiêu rụi. Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng và chỉ đạo chính quyền địa phương lo hậu sự.